Cái này cũng vậy đó bạn ơi, giảm giá một số anh em mà mua được ủng hộ. Rồi công là cái dòng cái lón này là mình bán cảm thấy rất là rẻ nha. Rẻ rất là rẻ nhiều so với trước Tết mình bán. Mà toàn là cây đẹp không. Còn như trước Tết nhiều khi mấy cây nhiều khi mình không ưng ý mà mình lại bán được giá nữa. Rồi công nha bạn. Cái này cái cầm bự lắm. Clip cũ là tôi có nói cầm như này nè. Cầm này chắc sáu mấy á. Sáu mấy gần 70 á. Này so với gói thuốc này thấy không, thuốc đậu xì nhì với thuốc nằm ngang cũng nằm đó, thấy không? Cái này nu cám một công là bạn thấy cái tông nó như một khối rừng. Cây này cũng khá là đẹp á, nguyên khối, giảm giá bán luôn, anh em nào mua được ủng hộ mua bán. Mình chỉ quay đơn giản thôi, không quay kỹ tại clip này clip cũ rồi, clip này clip cũ nó cũng có coi không được, bạn vô coi clip cũ giảm giá bán thôi.